Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Mỹ Duyên. Truyện ngắn được mang tên Lỡ duyên một kiếp má hồng. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Chị Huệ đang nằm trên cái võng đang bằng vải, giăng dưới hai cây mít bự ở bên hè. Kế bên là cái cassette cũ đang mở cải lương. Chị vừa nghe, vừa cầm cây quạt giấy, quạt lê lệ cho tóc mái cứ bay trước mặt tứ tung. Nhưng dường như cây quạt chẳng giúp chị mát được bao nhiêu. Huệ chép miệng than. Trời gì mà nắng không có chịu nổi, ngủ nghe gì được nữa. Con Loan đâu, ra má biểu cái này coi. Huệ kêu một hồi, chẳng thấy ai trả lời, liền ngồi dậy đi vô trong nhà. Ngó nghiêng một lượt, thấy nhà ngoài mình ra thì chẳng còn ai nữa. Giữa trưa nắng, trời đứng gió, không khí cũng tĩnh lặng, chỉ có cái tuồng cải lương Lan và Điệp là đang dang dẳng hát mà thôi. Chị lấy mấy bó lát đem ra bày trước sân để đan giỏ, lại là cái cassette cũ kế bên với tuồng cải lương nghe hoài không chán. Chị vừa hát theo, vừa làm công chuyện. Đang say sưa thì chợt có bóng ai quẹo vô trước cửa nhà. Huệ không để ý nên người đó đứng trước mặt gọi mấy tiếng mới giật mình nhìn lại. Thì ra đó là bà Năm hàng xóm. Ê, chị Năm qua chơi hả? Ngồi đi, em đi lấy mứt câu mới mần ra cho chị ăn thử. Bà Năm cười cười, lấy cái nón lá quạt quạt, rồi cũng ngồi xuống cạnh bên cái đống dây lát của Huệ. Thôi, được rồi mày ơi, tao ghé cho mày hay. Sáng sớm mơ nhà tao mần heo, mày có ăn thì qua sớm, coi được cái nào thì lấy. Vậy hả chị Năm? Trời ơi, cũng lâu rồi xóm mình không ai mần heo. Hôm giờ cũng thèm thịt quá trời. Chị Năm để cho em thêm miếng gan đi, về em xào giá hẹ cho con Loan nó ăn, nó thích ăn dữ lắm. Huệ vừa nói, vừa cầm cái hũ đựng mứt đổ ra ngoài cái dĩa, đẩy lại phía bà Năm, rồi lại tiếp tục lấy dây lát mà đang giỏ. Bà Năm lấy một miếng ăn mà tấm tắc khen quá trời. Ngon quá mày ơi! Nào giờ câu chát mà làm mứt cũng ngon quá nè. Tao đâu có biết vụ này. Nhà tao mấy cây kia mà chín đỏ hết trơn, uống gì đâu. Để em chỉ Năm mận, dễ ẹt à. Cũng giống như mứt gừng, mứt bí đồ vậy á. Mà có cái câu thì mình phải luộc nhiều nước để cho nó hỏng chát. Mốt có hoài câu ra là tao mận thử liền để ông ăn uống nước trà cũng ngon. Mà bay hay gì chưa? Có chuyện gì hả Năm? Nãy tao thấy nhà ông Mạnh tụ tập đông quá trời luôn. Tao cũng ghé coi thử, thì tao thấy thằng Đằng với vợ con nó trên Sài Gòn về thăm. Nay nhìn nó sang lắm mày ơi. Con vợ trắng tươi, mặc cái đầm dài, rồi còn có thằng con trai nó nữa, cũng cỡ mười mấy tuổi rồi đó. Từ hôm nó đám cưới tới nay mới về thăm nhà lại. Bởi bà con ai cũng lại thăm vợ chồng nó hết. Còn ông Mạnh thì vui khỏi phải nói luôn. Huệ đang ngồi đen mà chợt dừng lại. Đôi mắt đen bình thường, bỗng như có gì đó trĩu nặng làm cho nó cụp xuống. Thấy chị ngồi im không nói gì, bà Năm cũng nhìn qua rồi hỏi. Huệ, mày sao vậy? Huệ nghe tiếng Lay gọi, liền giật mình. Mắt chị đã vô thức rơi ra một giọt nước mắt lúc nào không hay. Dội lau đi, rồi cười thật tươi mà trả lời bà Năm. Em không sao chị Năm. Tự nhiên mắt nó sốn đau sao á. Mà chị nói cả nhà anh đang về ở ngoài hả? Anh đi lâu lắm rồi á. Về chú Mạnh vui cũng phải. Tao nghe là về thăm, với gửi thằng con nó chơi ở quê 3 tháng hè. Thôi tao về, mai bay nhớ qua sớm nghe. Dạ Năm về. Bà Năm vừa về thì Huệ cũng lật đật ra lấy cái nón lá đội lên, khóa dội cái cửa nhà trước rồi hướng ngoài xóm mà đi. Trưa nắng nóng mà Huệ đi nhanh lắm, đi mới một chút mà mồ hôi ướt trên trán rồi cả lưng áo nữa. Chị dừng lại trước một căn nhà có hàng câu gần cả chục cây, cây nào cũng hai ba hoài câu. Chị không vô nhà mà đứng sau một cây xa nhất rồi nhìn về phía sân nhà ông Mạnh. Huệ dán mái tóc mình lên, căng cả mắt ra
mà nhìn cho rõ người trong nhà đó. Tuy là từ xa, nhưng Huệ cũng nhận ra được người đàn ông đứng tuổi cao lớn phong độ sang trọng đang đứng nói chuyện cười vui với một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy. Huệ nhìn lại mình đang khép nép, nhìn lén người ta trong bộ bà ba màu xanh, cái quần rộng màu đen, vừa cũ vừa quê mùa. Chị lại đưa tay lên, dán mái tóc ngắn trên vai của mình mà chợt khóc. Cũng phải rồi, một bông hoa đẹp như vậy á, ai lại có thể từ bỏ mà chọn cỏ dại chứ? Nói rồi, Huệ cũng thôi không nhìn nữa, bước từng bước triểu nặng đi về. Chợt chị nhìn thấy chỗ cây bàn gần hàng câu có hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau khoảng 13-14 gì đó, đang ngồi đập trái bàn ăn. Một đứa bé trai ăn mặc sang trọng, nhìn không giống trẻ con ở dưới quê này. Đứa bé gái kế bên đang ngồi dùng cục đá mà đập trái bàn cho dở ra, rồi lấy cái rượu ở trong đưa cho bạn mình. Chần chừ một hồi không dám lấy, nhưng khi nghe cô bạn thúc giục quá, thì đứa bé trai đó cũng ăn thử. Ê, ngon quá à, vậy nó bùi bùi sao á, tôi không biết là trái này ăn được luôn á. Thấy chưa, tôi đâu có dụ đâu, ở dưới này tôi ăn miết. Để tôi đập cho, Loan đập hồi đau tay đó. Đứa bé gái với hai cái bím tóc dài nở một nụ cười tươi, rồi cũng đưa cục đá cho bạn mình. Huệ nhìn thấy con gái mình, còn đứa nhỏ kia là con của Đăng, bởi đường nét trên khuôn mặt nó y hệt cha nó, không lẫn vào đâu được. Chị liền đi tới, giận dữ nắm lấy tay con nhỏ mà la. Trưa nắng, con không ở nhà ngủ trưa, ra đây cho bệnh quản à. Đi theo má về, không có chơi cái gì nữa hết á. Loan đang chơi vui, tự nhiên bị má la. Mặc dù không muốn, nhưng cũng phải đứng dậy theo má đi về nhà. Chân thì bước, mà đầu thì cứ quay lại nhìn về phía ngược lại. Lòng đầy luyến tiếc, đôi mắt buồn hiu. Đứa bé trai kia cũng không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cô bạn mình vừa mới quen. Vừa về tới nhà, Huệ liền quăng cái nón lá xuống giường, mặt bừng bừng nổi giận nạt con gái. Mày lên giường, nằm cúi xuống cho tao. Nói rồi, Huệ đi ra hè bẻ cái cây, tức lá cho sạch bước vào nhà. Con bé Loan thấy má như vậy thì sợ lắm, nằm cúi trên giường mà khóc lóc. Má ơi, con với con Dung đang đập trái bàn ăn thì gặp bạn Tiến. Bạn đó là cháu của ông Hai Mạnh, mới từ trên thành phố về đó má. Rồi con Dung á, mẹ nó kêu về coi em. Xong á, con với bạn Tiến mới ngồi chơi tiếp. Con đâu có làm gì đâu má. Má đừng giận, đừng đánh con nghe má. Con Dung về nhà, sao mày không đi về mà ở đó? Tao cấm mày từ hôm nay chơi với thằng cháu ông Hai Mạnh nghe chưa? Bữa nay tao phải đánh mày, coi như cho mày nhớ đời. Nhớ cái lời hôm nay tao dặn mày có biết chưa? Huệ vừa la, vừa lấy cây roi đánh liên tục vào mông con Loan. Chị đánh mạnh lắm. Con Loan chỉ biết khóc thét lên theo từng roi đánh của má. Thấy con đau quá, chị cũng suy nghĩ lại, quăng cái roi một bên, rồi ra cái võng bên hè mà ngồi. Chị ngồi đó, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xanh. Không biết chị nhìn trời hay muốn nhìn về người nơi hàng câu đó nữa. Con Loan thấy má đi rồi thì cũng ra ngoài sàn nước rửa mặt rửa mũi. Nó đứng từ trong nhà nhìn ra hướng má. Loan không hiểu hôm nay nó làm gì sai mà má nó lại nổi giận như vậy. Từ nhỏ tới giờ, má chưa đánh nó một lần. Nó là một đứa nhỏ ngoan, chăm học, lại còn siêng năng phụ má. Má nó thương nó lắm. Với lại nó còn không hiểu sao má lại cấm chơi với Tiến chứ. Đó giờ nó chơi với ai, má nó đâu có nói gì. Còn kêu nó rủ bạn bè lại nhà chơi nữa. Nó muốn hỏi má lắm, nhưng thấy má giận vậy, nó cũng không dám hỏi, sợ má lại cho ăn đòn. Chị Huệ ngồi một hồi, cũng vô nhà bắt con cá lóc trong cái thùng đem đi mần chuẩn bị nấu cơm chiều. Lúc hai mẹ con ăn cơm, thấy con ngồi bị đau, chị hối hận lắm. Gắp cho con miếng cá, chị nhẹ nhàng nói. Con lại đây. Loan nghe má nói vậy, tưởng bị la chuyện gì nên sợ lắm. Nó có chút ngập ngừng. Chị Huệ biết con mình sợ nên kéo tay nó lại gần mình, dạch cái quần con ra, thấy lằn dọc lằn ngang bầm tím hết trơn. Chị xót xa lắm, giơ tay lấy chai dầu, vừa sức vừa nói. Má xin lỗi con nghen,
lúc đó má giận quá. Cũng tại con ham chơi, không có về nhà ngủ trưa, không nghe lời má. Con xin lỗi má. Con ngoan, má thương con lắm, con cũng phải nghe lời má biết không? Con biết rồi, mà má, sao con không được chơi với bạn Tiến vậy má? Con thấy bạn đó cũng... Má nói là không được. Con Loan chưa kịp nói hết lời, thì má nó liền nạt một cái, làm cho nó giật mình. Chị Huệ như thấy mình có phần không đúng, nên nhẹ giọng lại với con gái. Mấy đứa ở xóm này con chơi với ai cũng được, má không có cấm. Người ta là con nhà giàu, người ta ở Sài Gòn, con nhà mình nghèo, ở dưới quê, không có hợp đâu con. Dạ con biết rồi má, má ăn cơm đi má. Từ bữa đó, lần nào qua nhà con Dung chơi mà có thằng Tiến xin chơi chung là Loan nhớ tới lời má dặn đều bỏ ra về. Tiến thấy thì lấy làm lạ, với lại không biết sao á, từ lần gặp đó, nó luôn muốn gặp lại cô bạn gái với hai bím tóc dài này. Nó thấy Loan không thèm chơi với nó nữa thì buồn lắm. Bữa đó cũng như mọi ngày, từ sáng thằng Tiến đã ra cây bàn đứng chờ. Vừa thấy bóng con Loan từ xa, nó liền bước ra kéo tay Loan lại mà hỏi cho rõ sự tình. Loan, bộ Loan không thích chơi với tôi nữa hả? Mà hôm giờ tránh mặt tôi hoài vậy. Loan mặc dù cũng không muốn, nhưng nhớ tới trận đòn hôm đó, nó thấy lạnh hết sống lưng. Nó ngồi xuống dưới gốc cây bàn, cầm một lá bàn lên xoay xoay trước mặt, buồn bã mà trả lời. Tôi cũng muốn chơi với Tiến lắm, nhưng má tôi nói nhà Tiến giàu, còn nhà tôi nghèo, không có được chơi với Tiến. Ý, má Loan nói vậy với Loan thiệt á hả? Trời ơi, tôi còn tưởng chuyện gì chứ? Loan đừng có lo, nhà tôi bình thường à, không có giàu có gì đâu. Với cha mẹ tôi hiền lắm, Loan đừng có ngại nghen. Tụi mình chơi với nhau thôi, chứ có gì đâu mà giàu với nghèo. Loan nghe vậy, thấy cũng hợp lý. Nghĩ chắc má người lớn rồi, hay lo xa vậy thôi. Có gì mai mốt Loan lén má ra chơi với Tiến cũng được. Nó thấy Tiến là người nói năng rất nhẹ nhàng lịch sự, chứ không phải như mấy thằng học chung trong lớp với nó. Lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo làm nó rất ghét. Còn Tiến kể biết bao điều mới lạ, làm cho nó rất thích nghe. Hai đứa nói chuyện rất hợp nhau nữa. Sau những lần Loan lén má đi chơi với Tiến, thì hai đứa đã trở nên rất thân thiết. Bây giờ, có khi Loan còn thân với Tiến hơn là thân với con Dung. Lúc này con Dung giữ em cho mẹ nó mần công chuyện, nên cũng không chơi cùng được với tụi nó nữa. Loan với Tiến đều học giỏi, nên hai đứa thường đem sách vở theo mà cùng nhau học. Lúc giải bài tập cũng rất hợp ý nhau. Học xong, Loan dắt Tiến đi ra đồng câu cá nương ăn. Có khi là hái trộm ổi, trộm xoài. Ngồi ăn cùng nhau, Tiến nhìn qua, thấy Loan vừa ăn vừa cười vui. Ánh mắt cô bạn trông còn hơn cả bầu trời trên kia, làm cho nó cứ nhìn mãi. Ý sao Tiến không ăn, nhìn tôi hoài vậy? Không có gì, lát tôi vô nhà lấy bánh này cho Loan ăn, ngon lắm. Bữa nay trời mưa, mưa đã buồn mà lòng Loan còn buồn hơn, bởi hôm qua nó hứa đem mứt câu mẹ nó mần cho Tiến ăn thử, mà cứ mưa như vậy á thì làm sao mà đi được chứ. Nó sốt ruột cả một buổi. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, nó liền xáng ống quần mà lội đi. Đi tới chỗ cây bàn, nó đã thấy Tiến đứng đó mà đợi. Tuy hết mưa nhưng nước còn đọng trên lá cây cứ rớt xuống, làm cho cái áo thun Tiến đen mặt ướt dài chỗ. Nó liền chạy lại lau một giọt nước đọng trên trán Tiến, rồi chìa tay ra đưa trước mặt Tiến một cái gói nhỏ. Sao không đợi tôi tới rồi Tiến hả ra để ướt hết rồi kìa? Tôi có đem mứt câu má tôi mần, ăn thử đi, ngon lắm á. Tôi ra đợi, để khi Loan tới là thấy tôi liền khỏi phải đợi. Trời mưa, mứt này ngon quá, ngon hơn bánh tôi hay ăn trên thành phố luôn đó. Cảm ơn Loan nghen. Này, tôi lấy lén của má nên được có nhiêu đây à? Tiến ăn đỡ nghen.
Hai đứa cứ như thế cùng nhau rong chơi hết mấy tháng hè. Sắp nhập học rồi, sáng ngày mai Tiến phải trở lại thành phố. Loan mặc dù buồn lắm nhưng biết phải làm sao. Đứng trên cánh đồng lúa xanh mướt, trời chiều rực lên một áng mây hồng. Mấy con chuồn chuồn bay qua, Loan cũng không thèm bác nữa. Nó ngát một bông cỏ dại bên ruộng, nói mà buồn thiêu. Hè năm sau á, Tiến có về đây chơi nữa không? Tiến cũng không biết nữa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng xin cha mẹ. Mai tôi lên thành phố rồi, Loan ở đây ráng học nghen. Hè năm sau á, tụi mình gặp nha. Tiến đi mạnh giỏi nghen. Loan nói, rồi chợt như sắp khóc. Nó vội vàng chạy đi để không cho Tiến thấy, làm rơi lại nhánh hoa cỏ dại. Tiến cầm lên, rồi cứ nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn, cho đến khi khuất xa dần sau những hàng cây. Sáng bữa sau, Loan thấy má đi đâu sớm lắm, nên nó thấy dậy, liền đi lại cái hũ mứt câu, trút hết vô một cái bọt, rồi dội vàng mà chạy đi. Chưa kịp thắt cái bím tóc, mái tóc dài cứ dậy tung bay theo từng bước chân của nó. Nó phải chạy thật nhanh, vì sợ không kịp gặp Tiến. Do nó gấp quá không chú ý, nên dấp phải cục đá bên đường, té một cái, làm cho cái bịch mứt câu văng ra khỏi tay nó. Đầu gối nó bị trầy chảy máu, nhưng nó chẳng quan tâm, lượm mít mứt lên rồi chạy tiếp. Vừa chạy tới nơi, thì thấy xe hơi nhà Tiến vừa lăn bánh đi. Nó hụt hẫng đứng đó mà nhìn theo. Vậy là chẳng kịp đưa cho Tiến rồi. Bữa nay, nó lấy hết can đảm, lấy hết hũ mứt của má nó. Dù má la, nó cũng không sợ. Định là để cho Tiến đem lên thành phố ăn, vậy mà Tiến đi rồi. Không biết bao giờ mới gặp. Nó quyết tâm, năm sau nó sẽ học má nó làm, rồi nó tự làm thiệt nhiều mứt, đợi hè về cho Tiến ăn. Cũng từ phía xa xa cổng nhà ông Hai Mạnh, có một bóng dáng người phụ nữ đứng sau cây bàn, nhìn trông theo chiếc xe đó. Ánh mắt xót xa, mặt buồn rười rượi. Đã qua lâu như vậy rồi, mà vẫn còn thương, vẫn còn trông. Cho dù không còn gặp, nhưng cũng chỉ cần được nhìn thấy. Phải chăng là đã yên tâm rồi hay sao? Chục năm trôi qua, cứ mỗi hè tới, Loan lại hay tới cây bàn kế nhà ông Mạnh để coi người bạn ở thành phố của mình có về chơi hay không. Nhưng rồi cũng chỉ thấy những trái bàn chín rụng đầy dưới đất, chứ người mãi chẳng thấy trở về dù chỉ một lần. Cô bé nhỏ nhắn hôm nào, nay đã lớn trưởng thành, trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài dẫn tết hai bím tóc hai bên, Loan vừa đẹp vừa giỏi giang. Học hết lớp 9, Loan được mẹ cho đi học may ở tiệm may trên xóm trên. Loan khéo tay lắm, là học viên mà có khi cô may còn đẹp hơn chị chủ tiệm dạy. Bởi vậy, sau mấy tháng học xong, Loan đã có thể ở nhà nhận may đồ, sửa đồ cho bà con ở trong xóm mình. Đồ bộ, áo dài, sơ mi, Loan đều biết may. Loan may đẹp mà còn lấy giá rẻ, nên mọi người ai cũng thương. Cần may đồ là cầm sắp giải lại đưa cho cô đo may. Nhờ vậy mà từ giờ, Loan đã có thể phụ mẹ cô lo cho gia đình. Bà Huệ cũng sẽ đỡ phần nào vất vả. Bây giờ, bà cũng đã có tuổi, ngồi đang lát lâu quá là cái lưng đau nhức. Cũng phải thôi, bà cũng làm cái này mười mấy năm trời để nuôi Loan lớn rồi còn gì. Loan cầm những đồng tiền mình kiếm được đưa cho má mà thấy vui vô cùng. Cô sẽ may thiệt đẹp, thiệt giỏi để có thêm nhiều khách. Cố gắng nhiều hơn nữa để báo đáp công ơn của má. Bữa nay, khi Loan đang ngồi may đồ như mọi khi, thì từ phía ngoài đường đã thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó bước vô nhà. Là con Dung, nhỏ bạn thân của Loan đây mà. Loan thấy thì liền ngưng may, nhìn sắp giải Dung đang cầm, rồi hỏi. Qua may đồ hả mày? Nay làm gì á mà chơi cái màu đỏ âu vậy mày? Dung kéo cái ghế lại ngồi cạnh bàn may của Loan, đặt sắp giải trước mặt Loan,
rồi mới trả lời. Tao qua may áo dài cưới, nhớ may đẹp đẹp cho tao đó nghe con quỷ. Mày phải làm sao mà khi tao mặc lên, nó phải tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của tao. Loan nghe nói thì bất ngờ lắm, nhưng nghe nhỏ bạn nói vậy cũng không khỏi bật cười mà ghẹo lại nó. Mày yên tâm, dây tay nghề của tao thì sẽ che được hết cái bụng mỡ của mày. Mà cái gì mà áo dài cưới? Mày lấy chồng hả? Chừng nào sao tao không hay biết gì hết vậy? Thì nay qua mai đồ rồi cho mày hay luôn nè. Tao còn không ngờ nữa đây. Cô Út tao làm mai, rồi cha mẹ tao ưng luôn. Nhà bên đó người ta cũng gấp rồi, nên cưới luôn mày ơi. Chuyện cả đời mày phải suy nghĩ cho kỹ biết không? Mà mày đi lấy chồng rồi, bỏ tao còn có một mình, biết chơi với ai đây? Chơi gì mà chơi? Con cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó. Để má coi chỗ nào được thì cũng gả trong năm nay luôn. Loan đang buồn vì nhỏ bạn chơi với mình từ hồi còn nhỏ xíu, nay đã đi lấy chồng thì lại càng gấp đôi nỗi buồn khi nghe câu nói mẹ mình vừa nói. Loan giãy nảy lên. Má ơi, con còn nhỏ mà má bắt con lấy chồng hoài. Con muốn ở dậy với má à, với con không thích mấy cái mai mối đó đâu. Cái con này, bay 23 tuổi rồi á, sắp ế rồi đó nghe. Số mình á, người vừa đủ 18 là yên chỗ yên nơi hết rồi đó. Bay kén chọn quá là ế đó nghe con. Má không có ở hoài với bay được đâu à. Bà Huệ nói, rồi kéo nhỏ Dung qua hỏi chuyện. Loan thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngồi xuống rồi tiếp tục với công việc. Nhưng rồi cô cũng không thể làm gì với một mớ suy nghĩ trong đầu. Con gái lớn, nếu không lấy chồng thì sẽ không có lựa chọn khác hay sao? Người ta sẽ hạnh phúc hơn hay đau khổ khi bước vào cuộc sống gia đình? Loan nhìn sắp giải đỏ của Dung ở trước mặt mình. Nghĩ về sau này, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, bận rộn lo toan. Sao không cứ mãi vui vẻ thoải mái như hồi hai đứa còn nhỏ? Liệu người mà cô Út mai mối cho Dung có thương yêu lo lắng, mang lại hạnh phúc cho con nhỏ bạn mình hay không? Loan sợ cái gọi là mai mối. Hai bên chưa hiểu nhau đã phải chung một cuộc sống. Loan cũng không biết người mà sau này mình sẽ chọn là ai, nhưng nhất định phải là người mà cô thương yêu. Đột nhiên, suy nghĩ tới đây, trong đầu Loan lại chợt nhớ tới cậu bạn năm nào của mình. Loan thấy có gì đó cũng không đúng, nhưng người bạn đó chắc giờ cũng đã 23-24 tuổi. 10 năm nghe thì thấy lâu, nhưng trôi qua lại nhanh như một cái chớp mắt. Mấy năm nay, từ lúc mai đồ bận rộn với công việc, cô cũng đã phần nào quên đi kỷ niệm mùa hè năm đó. Cũng không còn hay chạy qua cây bàn gần nhà ông Sáu Mạnh trong người bạn cũ. Không biết bây giờ người bạn đó ra sao rồi nữa. Trước cửa sân nhà ông Sáu Mạnh có tiếng còi xe hơi vang lên. Mở cửa xe bước xuống là một thanh niên độ 23-24 tuổi. Từ khuôn mặt cho đến dáng người đều rất hoàn hảo. Âu phục bên ngoài càng tôn thêm sự đẹp trai lịch lãm của người đó. Ông Mạnh đang ngồi uống trà trong sân, thấy liền chạy ra mở cánh cổng nhà, ôm lấy người đó mà mừng quýnh. Ồ, thằng Tiến, cháu nội tôi mười mấy năm không gặp, nay đẹp trai y như ông hồi trẻ vậy ta ơi. Bay đi du học bên Tây về hồi nào, sao không về thăm ông sớm vậy con? Ông nội với mấy cô chú khỏe hết không vậy? Con vừa mới về được hai ngày là con tranh thủ về thăm nội liền nè. Ờ, ngồi đây, uống nước đi con. Để ông nội kêu thím Út Bay mần con gà nấu cháo cho con ăn. Rồi cha má Bay đâu á, không có về chung hả? Tiến uống hết ly trà ông nội vừa đưa rồi mới trả lời. Ờ, cha mẹ con chắc vài bữa nữa mới về được. Lúc này công việc ở công ty nhiều quá. Tụi Bay nhớ tranh thủ lâu lâu về thăm ông một lần. Ông già rồi, chỉ muốn được gần con gần cháu mà thôi. Vợ Bay cũng học hành xong rồi. Ờ, cũng tính chuyện lấy vợ cho ông được lên chức cố được rồi đó. Tiến nghe đến chuyện này thì trong lòng lại nhớ đến cô bạn tên Loan năm nào. Và lần này về quê chính là để gặp lại cô. Sau những năm tháng dài đi du học thì đây là cái ngày mà Tiến trông đợi lâu lắm rồi. Gặp lại để thực hiện lời hứa về thăm hay còn điều gì nữa không thì Tiến phải chờ vào duyên số. Tiến ra nhà sau rửa mặt cho mát, thấy thím Út đang nấu nồi cháo gà thơm phức
anh lại hỏi thăm thím vài câu. Sau một hồi thì anh cũng đủ can đảm hỏi thím câu quan trọng nhất. Thím Út có biết ở xóm trong có cô gái nào tên Loan không? Thím Út Nhi nghe tiếng hỏi tên một cô gái thì thấy kỳ lạ, bởi từ đó tới giờ Tiến ít khi về quê. Một lần là năm 14 tuổi về chơi hè, còn lần thứ hai là bây giờ, vậy mà lại còn hỏi như vậy. Con có quen với con Loan hả? Tiến ngại ngùng, lấy tay gãi gãi đầu khi bị thím hỏi ngược lại mình. Dạ, đợt con về đây lúc nhỏ, con chơi với bạn đó, nên giờ con muốn hỏi thăm vậy à, không có gì đâu thím. Thím Út vừa thấy thái độ là biết ngay, thím cười cười trả lời cho Tiến biết. Xóm trong có hai người tên Loan, cũng đều cỡ cỡ 20 mấy tuổi, mà có một người thì lấy chồng rồi, còn một người thì chưa. Nhỏ đó may đồ khéo lắm, thím hay ghé nó may hoài chứ đâu. Con có một cái áo bị sứt cúc áo, để con đem ra sửa mới được. Tiến vừa nói, rồi liền vội vàng đi vào nhà, lôi một cái áo từ trong vali ra, rồi đi thật nhanh ra cổng, hướng ngoài xóm mà đi. Thím Út vội chạy theo, la ý ới. Thím chưa chỉ bay nhà nữa, biết đường đi không con? Thím yên tâm, có gì con hỏi người ta, cái áo này con phải sửa gấp. Thím Út Nhi đứng ở cổng nhà, nhìn theo bóng lưng Tiến, mà lắc đầu không biết con Loan bạn nó là con Loan nào nữa. Nhưng thím Út biết chắc là nó không phải chỉ định sửa cái áo đâu. Thím cũng mong người bạn nó quen là con bé Loan thợ may. Cái điều mong của thím Út cũng là điều mà Tiến hy vọng nhất lúc này. Tiến vừa đi mà vừa lo Loan là cô gái đã có chồng rồi. Thôi thì cứ tới tiệm may đồ của cô tên Loan gì đó là rõ thôi. Tiến được người ta chỉ nhà cô Loan thợ may. Khi đến trước cửa nhà, Tiến đã thấy một cô gái đang ngồi may đồ. Cô mặc một cái áo bà ba tím, hai bím tóc dài thả ra trước ngực. Trên mái tóc đen mềm đó còn được cài lên một cái nơ màu tím. Loan đang may cái áo dài cưới cho Dung, nên cô kỹ lắm, mắt không dám rời từng đường kim mũi chỉ, nên đâu hay biết rằng Tiến đang đứng nhìn cô không chớp mắt. Không biết gì anh vui khi cô không phải là cô Loan đã có chồng, hay vui gì được gặp lại cô sau từng đó thời gian xa cách. Hay có lẽ gì Loan quá xinh đẹp nữa. Tiến sau một hồi cũng định thần lại được, anh từ từ bước vô nhà, ngập ngừng khẽ gọi cô gái trước mặt. Loan! Nghe kêu tên mình, Loan ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một chàng trai. Vừa nhìn thấy, trong lòng Loan đã không khỏi trầm trồ. Người gì đâu mà bánh bao sang trọng đến vậy? Tôi là Loan, anh tới may đồ hay sửa đồ vậy? Tôi không có sửa hay may đồ, tôi tới gặp Loan. Loan nhăn nhăn dần trán, suy nghĩ xem mình có quen chàng trai trước mặt của mình không. Bộ anh biết tôi hả? Thấy anh lạ quá, nhà anh ở đâu? Loan còn nhớ cây bàn nhà ông Sáu Mành không? Trời ơi, Tiến! Sao Tiến biết nhà tôi mà ghé hay vậy? Từ lần đó không gặp nữa, nay lớn hết rồi nên tôi nhìn không ra. Loan nói trong sự vui mừng, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Cô không ngờ, lâu như vậy rồi sẽ còn được gặp lại Tiến. Tiến lúc này như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Anh kéo tay Loan về phía mình, rồi ôm cô thật chặt trong lòng, nói như muốn khóc. Tôi xin lỗi vì đã không về thăm Loan. Hết lớp 9 thì phải đi du học, rồi đến giờ mới về lại quê. Loan à, suốt 10 năm nay tôi luôn nhớ Loan nhiều lắm. Nghe thím Út nói xóm này có cô Loan đã có chồng, tôi nghe mà lo lắng trong lòng, cứ sợ Loan đã... Thì tôi hận cả đời á. Cũng may là tôi vẫn còn cơ hội. Tôi thích Loan nhiều lắm. Tiến cứ thế giải bày hết lòng mình cho Loan nghe. Loan sợ ai đi ngang thấy nói với má là chết với bà. Cô đẩy Tiến, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô dán dán mấy cọng tóc rối, mắc cỡ ngồi xuống. Tiến ngồi xuống đi, rồi mình nói chuyện. Cái đó Tiến để cho tôi suy nghĩ thêm được không? Tiến mừng vui, hẹn Loan ở chỗ cây bàn năm nào, rồi anh cũng vội ra về vì sợ có người thấy rồi lại không hay cho Loan. Thấy bóng Tiến rời đi, Loan cứ đứng ở cửa mà nhìn anh.
Loan cứ nhớ mãi cái cảm giác ấm áp của Tiến ôm mình lúc nãy. Những lời nói chân thành của Tiến làm cho Loan thấy hạnh phúc vô cùng. Bóng hình mà cô mong chờ trong lòng bấy lâu đã trở lại. Lúc nhỏ cứ nghĩ đó là cảm giác tình cảm bạn bè. Ai ngờ khi lớn lên thì thứ tình cảm đó cũng dần lớn lên. Loan cứ ngồi một mình mà cười ngẩn ngơ. Hai trái tim đều thổn thức nhớ nhung nhau thì cũng nên thuận theo tiếng lòng. Sau lần hẹn đó, hai người chính thức yêu nhau. Được một thời gian, thấy cả hai cũng không còn nhỏ nữa. Với lại Tiến cũng muốn cho Loan một danh phận, nên anh ngỏ lời về gặp bà Huệ thưa chuyện cưới xin. Nghe đến chuyện này, Loan lo lắm. Nhưng cô nghĩ lúc nhỏ hai đứa chơi chung, má không cho thôi. Chứ giờ hai đứa lớn chừng này rồi, cả hai lại yêu nhau thật lòng, má chắc sẽ đồng ý. Tiến trấn an Loan đừng quá lo lắng, sẽ cùng cô về nhà gặp má cô. Hai người đi đến trước cửa. Bà Huệ đang đứng quét nhà thì chợt ngưng lại khi nhìn thấy người con trai đi cạnh con gái mình. Bà cứ nhìn chằm chằm vào Tiến. Gương mặt đó sao mà giống quá, sao mà thân quen quá. Khuôn mặt mà chưa bao giờ bà dám quên đi. Đôi mắt còn ửng đỏ lên làm cho Tiến với Loan hết sức lo lắng, cứ nắm chặt tay nhau. Bà Loan sau vài giây xúc động cũng kịp ngưng lại hành động đó của mình. Bà chuyển sang nét mặt nghiêm nghị, hỏi con. Ai vậy Loan? Tiến liền thay bạn gái lên tiếng trả lời. Dạ con chào bác, con là Tiến, con ông Đăng, cháu của ông Sáu Mành xóm trong. Con với em Loan thương nhau, nay con tới xin được thưa chuyện với bác, sau cũng là để cha mẹ con tới. Thôi khỏi, không cần gọi ai tới đâu, con Loan có chỗ gả rồi, cậu từ nay cũng đừng liên quan gì tới nó nữa. Tiến chưa kịp nói hết câu, đã bị bà Huệ nói thẳng như vậy. Loan đỏ hoe đôi mắt. Má ơi, hai đứa con thương nhau, xin má đồng ý. Anh Tiến có chỗ nào chưa được, mong má sửa dạy, xin đừng cấm tụi con mà má. Còn mày á, muốn lấy chồng thì tao lựa chỗ cho. Còn thằng này á, tuyệt đối không được. Đừng có tao nuôi cho lớn á, rồi đi bênh vực người ngoài. Mời cậu về cho. Bà nói, rồi đi vào buồng trong mà nằm đó. Tiến nắm chặt tay Loan, an ủi cô. Em yên tâm, anh sẽ kêu mẹ anh qua nói chuyện, ráng thuyết phục bác gái. Không sao đâu, em ráng chờ anh một hai ngày nha. Loan vừa khóc, vừa gật gật đầu. Tiến cũng không ở lại mà ra về ngay sau đó. Nghe tiếng con gái khóc, bà Huệ nằm trong buồng cũng khóc rấm rớt. Bà cũng đâu muốn ép uổng chi con, nhưng mọi thứ nó cũng đều có lý do của nó mà. Nước mắt bà Huệ cứ thế tuôn trào ướt đẫm cả gối. Cái thời bà là một cô thiếu nữ cũng mờ nhạt hiện lên trong màn nước mắt. Huệ và Đăng quen biết nhau khi học chung trường cấp 2 ở xã. Nhà của Đăng ở đầu xóm, ráp danh với con đường lớn của xã. Còn nhà Huệ thì ở xóm trong. Trong một lần thấy Huệ đi bộ đi học về giữa trời nắng gắt, Đăng liền dừng lại cho cô quá gian. Một lần, hai lần, rồi mỗi ngày, Đăng đều chở cô bạn của mình đi học. Hai đứa cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học sinh. Rồi khi lớn lên lại trở thành một đôi. Học đến năm lớp 9, do nhà nghèo quá không đủ điều kiện lên cấp 3 nên Huệ phải nghỉ học. Huệ buồn lắm, nhưng gia cảnh như vậy cũng phải chấp nhận thôi. Được học đến đây cũng là quá sức lo của má rồi. Huệ mất cha từ nhỏ, nhà chẳng có đất đai gì. Một mình má bươn chải nuôi cô đến chừng này. Huệ thương má nên cũng không muốn má phải cực thêm. Dù hai đứa không còn đi học chung, nhưng chiều nào đi học về, Đăng cũng ghé rồi dạy lại cho Huệ. Mỗi lần Đăng ghé, Huệ đều lấy mứt câu mình tự tay làm ra cho Đăng ăn. Cái món này cũng như đã trở thành một kỷ niệm của hai đứa, bởi nhà Đăng có hàng câu tận cả chục cây. Cây nào trổ buồn, Đăng đều đem tới cho Huệ làm mứt. Mỗi lần Đăng ăn, đều cảm thấy mứt Huệ làm vừa ngon vừa ngọt. Không biết là ngọt gì đường, hay là gì đây là do người con gái đó làm nữa. Hết cấp 3, Đăng thi đậu vào trường kinh tế ở Sài Gòn. Trước ngày lên nhập học, Đăng nắm chặt bàn tay của Huệ
hứa hẹn với cô đủ điều, bảo cô chờ anh học xong ra trường sẽ về cưới cô. Huệ dụi đầu vào vai người yêu, vừa khóc vừa dặn dò đủ thứ. Anh lên trên đó nhớ ráng học cho giỏi, còn phải giữ gìn sức khỏe nữa. Lâu lâu viết thư về cho em hay nghe, em sẽ ở đây đợi anh. Khi nào nghỉ hè nhớ về thăm người ta đó, nhớ anh nhiều lắm. Huệ nức nở thành từng tiếng. Từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng bên cạnh nhau, giờ mỗi người một nơi, buồn trong giây lát Huệ như chưa thể chấp nhận được. Đang ôm chặt Huệ vào trong lòng, dù anh buồn nhưng điều quan trọng hơn vẫn là tương lai ở phía trước. Cố gắng học hành để sau này có thể bù đắp được cho người mà anh yêu thương. Hai năm đầu, hè nào đang cũng về thăm rồi mua cho Huệ đủ thứ đồ ở trên Sài Gòn. Nhưng Huệ đều không quan tâm những thứ đó. Được thấy người yêu bình an là cô đã thấy đủ lắm rồi. Huệ ở nhà đan giỏ, nuôi gà vịt phụ với má. Đến năm thứ ba, do đang sắp tốt nghiệp nên hè năm đó anh không về, nhưng vẫn viết thư về cho Huệ yên tâm. Ngày tốt nghiệp, đang được loại xuất sắc và được trường mời ở lại dạy học. Đang vui mừng khỏi phải nói, bao cố gắng học hành vất vả lâu nay cùng với sự chờ đợi của Huệ, có lẽ cuối cùng cô cũng được bù đắp. Nhưng ai nào có ngờ, kể từ sau khi đang tốt nghiệp, thì ở dưới quê, Huệ không còn nhận được lá thư nào từ Đang nữa. Mấy bận Huệ định lên Sài Gòn kiếm anh, nhưng nào có biết địa chỉ đâu mà tìm. Cô cũng không dám qua nhà ông Mạnh hỏi thăm, vì hai người quen nhau, người lớn cũng đâu ai hay biết gì. Cô chỉ đành ở nhà mà đợi trông, nghĩ do Đang mới tốt nghiệp, rồi còn phải đi xin việc, nên anh không có nhiều thời gian như trước nữa, nên cô cũng đỡ lo lắng. Cứ thế mà đợi hết tháng này qua tháng khác. Một năm sau, thì Huệ hay tin Đang lấy vợ. Bữa đó cô đi giao giỏ đệm ở chợ xã, nghe người ta đồn thằng Đang con ông Sáu Mạnh lấy vợ trên Sài Gòn. Nghe đâu vợ anh là con gái của ông chủ một công ty. Huệ như chết lặng, không tin được vào những lời mình nghe, nên cô đi tới nhà ông Mạnh coi sự tình ra sao. Tới nơi thì thấy trong sân nhà ông ấy người ta đang dựng rạp rồi mần heo đông lắm. Mọi người vừa làm vừa nói cười rôm rã, đâu ai hay biết nơi hàng câu có trái tim của ai như đã tan nát. Ngày cưới của Đăng, Huệ cũng có đến dự, nhưng không phải là ngồi ở mâm cỗ cưới mà là đứng nép ngoài cây bàn gần nhà anh. Đăng cùng cô dâu trông thật xứng đôi, hai người cứ nắm tay nhau nhìn nhau cười hạnh phúc, đi chúc rượu cho từng bàn mà lòng Huệ như ai xác muối. Huệ muốn chạy lại đứng trước mặt Đăng mà hỏi cho rõ ràng, nhưng đây là ngày trọng đại của anh, nếu cô làm vậy không phải là để gây ra chuyện cười cho thiên hạ sao? Huệ mỉm cười chua chát, ngưng lại bước chân. Cũng phải, giờ anh là người trí thức, có địa vị cao, đương nhiên là cô gái đó sẽ xứng với anh hơn. Còn cô chỉ là một cô gái nhà quê ít học nhà nghèo. Nhưng phải chi mà anh nói thật với cô, sao lại dùng cách này mà đối xử với cô chứ? Chúc anh hạnh phúc. Huệ thôi không nhìn nữa, cô quẹt hai hàng nước mắt, rồi lê bước chân nặng trĩu mà đi. Từng lời anh hứa cứ vang lên trong đầu cô. Ráng đợi anh đi làm, công việc ổn thỏa, anh sẽ về qua nhà xin cha má cưới em. Một chiếc lá bàn khẽ rơi nhẹ nhẹ, rồi theo gió mà rơi trên nền đất đã đầy những lá bàn vàng úa khác. Tình cảm mà cô dành cho anh cũng xin được gửi hết nơi này. Coi như chỉ là gió thoảng qua, lá lay động một chút rồi cũng sẽ im mà thôi. Huệ từ đó cũng vẫn ở nhà, vừa đan lát vừa nuôi dịch, phụng dưỡng mẹ già. Có mấy bận, má cô tìm được chỗ mai mối muốn gả cô để được yên tấm thân, nhưng Huệ một mực từ chối. Riết rồi năm này qua tháng nọ, Huệ quá lớ lỡ thời, cũng không ai thèm tới hỏi nữa. Huệ cũng mừng, khỏi phải từ chối mất lòng người ta. Cô muốn ở dậy chăm sóc cho má, với lại
trái tim cô cũng đã không thể mở ra được nữa rồi. Mấy nay, dịch nhà cô đẻ được nhiều trứng lắm, để dành một ít ở nhà ăn, còn lại cô đem ra chợ bán kiếm tiền mua mắm muối trong nhà. Trứng dịch đồng đem ra chợ, người ta khoái lắm, một chút là hết ngay. Huệ đi quanh chợ mua chút đồ, rồi cũng ra về. Đi ngang bụi chuối cạnh ruộng nhà cô, bỗng cô nghe tiếng con nít khóc oe oe. Mới đầu, cô cũng bán tính bán nghi, mình nghe lầm, nhưng lại nghe tiếng khóc đó ngày một lớn, nên cô mới đi gần tới bụi chuối hơn mà coi thử. Vừa tới, cô liền hoảng hốt giật mình, khi trước mắt cô là một đứa nhỏ được quấn trong tấm khăn mỏng, kiến bu quanh người nó dữ quá, mặt mũi tay chân gì sưng đỏ hết trơn. Huệ không kịp nghĩ, liền ẵm đứa nhỏ lên đuổi hết kiến, nhìn khuôn mặt thơ ngây của nó, Huệ không khỏi chạnh lòng xót xa. Cô ôm nó, rồi đi nhanh về nhà. Mọi người trong xóm hay tin cũng qua nhà cô xúm nhau tắm rửa sức dầu cho đứa nhỏ, như được dễ chịu hơn. Cọ quậy một hồi, nó ngủ im re. Huệ đưa cái võng nhẹ nhẹ cho nó ngủ. Nhìn nó, cô cảm thấy con bé cũng thật đáng yêu. Có lẽ nó đến với cô cũng là một cái duyên. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mình sẽ nhận nuôi nó. Má cô cùng mọi người có chút ái ngại vì cô vẫn chưa có chồng. Cô hiểu được ý mọi người, cô cười mà nói: Con không lấy chồng đâu, sau này có hai má con ở với nhau là được rồi. Vậy là sau vài ngày trình báo công an, chẳng thấy mẹ ruột hay người thân đứa nhỏ đến nhận lại con, thì cô được công an xã làm giấy cho cô nhận đứa nhỏ làm con nuôi. Huệ cũng dặn mọi người giữ bí mật chuyện này giúp mình, sau này con nhỏ có lớn cũng đừng nói cho nó biết nó là con nuôi của cô. Hãy để cho mọi chuyện qua đi cùng với thời gian, cô sẽ thương yêu chăm sóc, bù đắp cho nó bằng tình thương của một người mẹ. Chị đọc tên đứa nhỏ, tôi làm giấy khai sinh cho bé. Trần Thị Loan. Kể từ đó, gia đình Huệ chính thức đón thêm một thành viên mới. Má Huệ có thể nhìn thấy được, sâu trong ánh mắt của con gái mình không còn nỗi buồn nữa, mà thay vào là một niềm hạnh phúc khó tả. Bà cũng mừng cho con gái. Từ đây, bà cũng không còn sợ Huệ sau này phải cô độc một mình nữa. Từ lúc có con nít trong nhà, cả gia đình ngày nào cũng ríu rít nói cười. Con bé Loan dễ lắm, bú no rồi lăn ra ngủ ngon lành. Tới đầy tháng sổ sữa thấy cưng gì đâu. Bà con ai tới thăm cũng đem theo sữa, dầu gió, giấy đồ cho con nhỏ. Loan từ lúc làm mẹ, cô mỗi ngày đều cố gắng chăm chỉ làm, mong có cái lo cho con được đầy đủ. Từng bước đi, từng chén cháo muỗng cơm đều một tay Huệ lo cho con bé Loan. Ai nhìn vô đều tưởng con bé là do cô đứt ruột mà sanh ra. Thiệt tình, công sanh không bằng công nuôi dưỡng mà. Năm con bé Loan 5 tuổi thì má của Huệ qua đời. Căn nhà từ đó chỉ còn hai mẹ con cô. Con bé Loan càng lớn càng ngoan ngoãn dễ thương. Còn nhỏ xíu mà đã biết phụ má nó lạc dạc. Nhiều đêm nằm ngủ, Huệ quay qua nhìn con mà thầm cảm ơn ông trời đã mang nó đến cho cô như một an ủi khi cô mất đi cái gọi là niềm tin lớn nhất đời mình. Vuốt mái tóc con gái, cô khẽ mỉm cười. Con là tất cả của má. Từ bây giờ má sẽ chỉ sống vì con. Những chuyện cũ coi như qua rồi. Những thứ tưởng chừng nói là sẽ cố quên, nhưng cũng mấy chục năm rồi mà bà Huệ có quên được đâu. Nghĩ sẽ là rất hận người ta, nhưng sao cảm giác chẳng hận mà là thương. Thương rất nhiều. Bởi vì thương nên mới phải đau khổ dằn dặt không yên. Tưởng chừng để nó ngủ yên thì ngày hôm nay bà lại bị gương mặt của năm nào khơi lại một kỷ niệm buồn đau. Sao ông trời gieo chi nỗi trái ngang này. Cả đời này bà chẳng muốn gặp lại con người đó, nói chi là làm xui với nhau. Bà Huệ quẹt dỗ nước mắt, bật ngồi dậy rồi mạnh mẽ mà quyết. Chuyện gì má cũng có thể chiều con,
nhưng lần này nhất quyết là không. Tiến về bên này cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Anh lập tức lái xe về Sài Gòn ngay trong đêm để nói chuyện này với cha mẹ mình. Hai ngày sau, Tiến cùng cha mẹ cũng về tới trước cửa nhà ông Sáu Mạnh. Má của Tiến sau khi nghe con trai giải bày mọi chuyện thì bà cũng hiểu được tình cảm của nó dành cho người mà nó thương. Bà cũng không ngần ngại hứa sẽ giúp con bằng mọi cách. Bởi từ đó tới giờ, bà chưa thấy con bà quen với một cô gái nào. Có lẽ lần này là nó quyết tâm rồi. Tiến dắt má đi tới nhà Loan, vừa định bước vào nhà thì khựng lại vì nghe được câu nói của người trong nhà vọng ra. Mày có năn nỉ cũng vô ích thôi con. Mày còn nhỏ, chưa biết cuộc đời giả dối ra sao đâu. Nghe vài lời của nó là tin ngay. Dơi, nhà người ta giàu có, nhà mình không có xứng đâu con. Má ơi, con thương ảnh không phải vì ảnh giàu có gì hết. Hai đứa con thương nhau thiệt lòng. Mày biết cái gì mà thiệt lòng? Cái nhà đó cha nào thì con nấy thôi. Bà Huệ giận dữ nói ra câu này, làm cho Loan nhìn má mình khó hiểu. Bà Huệ nói bằng cả sự đau xót, giận, có cả một chút tình cảm dành cho người được nhắc đến. Nỗi lòng dành cho người đó, không biết bao nhiêu cảm xúc mới cho vừa. Hai má con Tiến ngoài này cũng nghe được lời bà Huệ nói. Tiến quay qua hỏi má. Bác Huệ nói vậy là sao vậy mẹ? Bà Hoa điềm tĩnh trả lời con trai. Hai mẹ con mình vô nhà đi. Tiến đang lo lắng nhưng cũng nghe theo lời đi vô nhà với mẹ. Hai má con Loan thấy có khách tới cũng bước ra. Chào chị. Bà Huệ thấy người phụ nữ trạc tuổi mình đi bên cạnh Tiến thì cũng lờ mờ đoán được là ai. Nhìn bà ấy xinh đẹp sang trọng, bà Huệ trong lòng có chút dao động, nhưng rồi cũng cứng rắn mà trả lời. Chị đây chắc là má của cháu Tiến. Nếu tới đây để nói về chuyện của hai đứa thì tôi xin được phép nói thẳng, tôi không có gì để bàn với gia đình chị đâu, bởi vì tôi không gả con Loan cho thằng Tiến. Bà Hoa không vội trả lời, quay qua nói với con trai. Con dắt con bé Loan ra ngoài đi, để má nói chuyện với bác. Thấy tình hình có chút căng thẳng, Tiến cứ do dự không muốn đi. Nhưng thấy ánh mắt của mẹ, anh cũng nghe theo mà dắt Loan ra ngoài. Hai đứa nhỏ vừa khuất sau cánh cửa trước, bà Hoa liền quỳ sụp xuống trước mặt bà Huệ. Bà Huệ bất ngờ, giật mình trước hành động của người trước mặt. Không ngờ, bà ấy có thể vì con trai mà làm đến như vậy. Nhưng bà Huệ cũng mặc kệ, bởi giờ đây, thấy người phụ nữ này, bà còn hận không để đâu cho hết. Bà chị đừng làm vậy, tôi tổn thọ. Phận nhà tôi nghèo, không dám nói chuyện xu gia với nhà giàu có như bà chị đây đâu. Bà Huệ nói, rồi quay lưng đi như cố ý tiễn khách. Nhưng chưa được bao lâu thì bà đã phải quay lại vì câu nói của bà Hoa. Chị Huệ à, tôi dập đầu xin lỗi chị, mong chị tha thứ cho tôi. Tha thứ? Tôi với chị không quen không biết, chị đắc tội gì với tôi mà kêu tha thứ chứ? Chị có trách có hận thì trách tôi, chứ đừng trách anh Đăng. Tôi biết mấy chục năm trước anh ấy có lỗi với chị, nhưng tôi xin chị hãy nghe tôi nói, rồi chị suy nghĩ lại được không? Bà Huệ vừa bất ngờ mà cũng vừa khó hiểu, vì không biết tại sao bà ấy lại biết được mình. Đã vậy còn tới đây quỳ lại xin bà tha thứ, có là chuyện lạ không chứ? Chị Huệ à. Bà Hoa vẫn quỳ đó, mắt đã nhoạt nhòa nước mắt từ lúc nào. Ký ức của mấy chục năm về trước lại tưởng chừng như chỉ mới hôm qua. Hoa là bạn học chung đại học với Đăng. Đăng vừa đẹp trai vừa hiền lành nên cô đã cảm mến anh từ những buổi học đầu rồi. Cứ thế cô thương thầm anh suốt 3 năm đại học, định sẽ tìm cơ hội để nói ra hết tấm chân tình của mình cho anh hiểu. Nhưng cô là con gái mà, sao cô có thể trực tiếp mà nói ra? Cho nên cô quyết định viết thư gửi cho anh. Lén lút Đăng không có ở bàn học, cô định kẹp vào một cuốn tập cho anh, thì vô tình khi mở ra lại thấy có một tờ giấy được Đăng viết rồi kẹp vào đó. Nhìn thấy những dòng chữ, mặc dù biết là đọc thư của người khác là không đúng,
nhưng cô vẫn không khỏi tò mò nội dung được viết. Thì ra, Đan sớm đã có người con gái mà anh thương rồi. Hơn nữa, anh còn thương cô gái ấy rất nhiều. Chỉ cần chờ không bao lâu nữa, khi ra trường có được công việc là hai người sẽ cưới nhau. Hoa còn thấy được tên cô gái ấy là Huệ. Hoa cất dội lại thư của mình, thẫn thờ trở về bàn học. Thôi thì tình cảm này là do từ một phía. Cô có đau buồn cũng nên tự mình chịu. Mong rằng sau tốt nghiệp, anh có thể hạnh phúc mà ở bên người mà anh thương. Hôm lễ tốt nghiệp xong, biết sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nên Hoa cố ý nhờ Đăng cho quá gian xe một đoạn đến tiệm sách ở trên đường về phòng trọ anh. Đăng không nghĩ nhiều, cùng là bạn bè, với lại thuận đường, nên Đăng cởi nón bảo hiểm trên đầu mình ra đưa cho Hoa. Thấy cô ngại, Đăng cười nói, Hoa đổi đi, để thôi tôi chạy xe gió bay tóc Hoa rối hết á. Từ đây tới chỗ đó cũng gần, không có sao đâu. Tôi cảm ơn Đăng nghe. Hoa đội nón, rồi cũng leo lên ngồi phía sau Đăng. Cô vui lắm, cứ nhìn thấy bóng lưng của Đăng rồi cười miết. Cô ước gì mình có thể ôm lấy anh. Nhưng không, cô liền ngăn lại suy nghĩ xấu xa này của mình. Bao nhiêu đây là quá đủ với cô rồi. Lúc này, Hoa chỉ ước thời gian đừng trôi nữa thì tốt biết mấy. Nhanh thiệt á, mới đó mà 3 năm đại học cũng qua rồi. Đang khi nào về quê? Chắc tôi cũng tranh thủ sắp xếp công việc trên này xong xuôi là về luôn. Về còn là một việc quan trọng nữa. Nôn nao quá trời rồi. Còn Hoa, Hoa có dự định gì chưa? Đang vừa nói, vừa cười trong hạnh phúc. Nhưng đâu biết, người phía sau lưng anh đang nhìn anh với sự nuối tiếc hụt hẫng vô cùng. Buồn lắm, nhưng người ta với mình vốn dĩ chẳng hơn kém một mối quan hệ bạn cùng lớp. Hoa cứ nhìn thật lâu, như muốn nhớ mãi về hình bóng của người con trai này. Nhưng có lẽ, Đan sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại phía sau, cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của mình. Hoa ngồi đó lặng thinh, chìm đắm với những suy nghĩ của bản thân, cho tới khi nghe Đan gọi, mới giật mình trở lại với thực tại. Hoa, Hoa! Chắc tôi về làm công ty cho ba tôi, phụ với ba cho quen từ từ. Vậy cũng được rồi. Chúc Hoa thành công trong tương lai nghe. Đăng cũng vậy nghe. Tới ngã tư, khi Đăng qua tới đường, thì từ đâu một chiếc xe hơi đi ngược chiều cứ băng băng tiến về phía hai người với tốc độ cao. Hoa nhìn thấy, sợ hãi, nắm chặt áo Đăng la lên. Đăng ơi! Chưa kịp hết câu, thì ầm lên một tiếng. Hoa thấy mọi thứ như xoay vòng, hỗn độn mờ ảo. Trong lung cô còn một chút ý thức, liền nhìn sang xem Đăng có sao không. Cô thấy máu chảy ra từ đầu anh nhiều lắm. Rung rung chạm tay vào dòng máu đó, Hoa cũng gục xuống bên cạnh anh, rồi chẳng biết gì nữa. Hoa giật mình tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tay đang truyền dịch, bên cạnh có cha mẹ đang ngồi cạnh bên. Hai ông bà đang rất lo lắng cho cô. Hoa nhìn ngó xung quanh, sau một hồi định thần lại, thì mọi chuyện cũng đang dần hiện lên trên tâm trí. Cô gấp gáp hỏi, Đang đâu rồi cha mẹ? Đang sao rồi? Phải cậu bạn đi cùng con không? Nãy mẹ tới thì có nghe bác sĩ nói cậu đó được cấp cứu rồi. Con bình tĩnh đi, tay chân trầy xước hết rồi nè. Người lái xe tông hai đứa do say rượu nên mất tay lái, giờ đang làm việc với công an rồi. Nghe mẹ nói, Hoa mới nhìn lại thì thấy tay chân mình chảy hết trơn. Nhưng không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Còn Đăng, cô rất lo lắng. Không biết anh giờ ra sao rồi. Chỉ mong anh được bình an, chứ anh mà xảy ra chuyện gì, chắc cô ân hận cả đời mất. Từ sáng chờ tới chiều thì Đăng cũng được đưa ra phòng hồi sức. Hoa đã chờ đó từ sớm. Thấy Đăng được bác sĩ đẩy ra, anh nằm đó im lìm, băng quấn khắp đầu, tay chân có một vài chỗ cũng quấn băng. Bác sĩ thấy cô ở đó thì cũng dặn dò. Cậu ấy chấn thương vùng đầu quá nặng, mặc dù mổ kịp, nhưng di chứng để lại khá là nặng nề, có lẽ sẽ không nhớ được gì. Gia đình cố gắng chăm sóc cho cậu ấy mau hồi phục. Nghe xong, Hoa như suy sụp, lỗi tất cả là tại cô.
Nếu như hôm đó cô không luyến tiếc chút kỷ niệm cuối cùng với anh, cô không đi nhờ xe, thì Đăng đã không phải nhường nón bảo hiểm cho cô, không phải bị như bây giờ. Cô vừa khóc, vừa đánh thùm thụp vào bản thân mà trách mình. Cô cứ túc trực cả đêm bên giường bệnh, đến khi mệt quá thì mới thiếp đi. Qua sáng bữa sau, khi cô còn đang ngủ ở cái giường nhỏ kế bên, thì đã nghe tiếng Đăng kêu khe khẽ. Huệ, Huệ, Huệ ơi! Cô giật mình vui mừng vì thấy Đăng đã tỉnh, liền chạy lại nắm lấy tay anh. Đăng tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Tôi lấy nước cho Đăng uống nghen. Anh đau đầu quá. Sao anh lại ở đây vậy? Đăng không nhớ gì sao? Mình bị tai nạn chỗ ngã tư, cũng tại tôi hết. Tôi xin lỗi Đăng nhiều lắm. Cũng may là Đăng tỉnh lại, chứ tôi không biết sao nữa. Hoa ôm mặt khóc lớn. Đăng thấy vậy cũng liền an ủi cô. Anh không nhớ được gì hết. Đầu cứ đau nhức trống rỗng vậy á. Huệ à, vậy em có sao không? Đưa anh coi coi. Tới lần này, Hoa mới để ý Đăng xưng hô với cô khác thường, còn kêu cô là Huệ. Chẳng phải Huệ là tên của người anh thương hay sao? Vậy là anh hoàn toàn không nhận ra cô. Đúng rồi, bác sĩ có nói anh bị mất hoàn toàn trí nhớ. Hoa đang không biết làm sao thì y tá gõ cửa. Theo sau là một người đàn ông tầm 50 tuổi, tay xách theo cái giỏ đệm. Ông thấy Đăng thì liền chạy lại ngồi cạnh, nói như muốn khóc. Đăng à, sao mà bị dữ vậy hả con? Trời ơi, ba vừa hay được tin á là bắt xe lên liền á, mà tới sáng mới tới trên này được. Cậu thấy sao trong người rồi? Đăng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt một cách xa lạ. Chú là cha con hả? Ông Mạnh khó hiểu, quay qua nhìn y tá, được cô cho biết tình hình hiện tại của con trai ông. Ông đau lòng, nhìn đứa con mình nay lại chẳng nhận ra mình nữa. Hoa thấy cảnh đó lại càng trách mình hơn. Đăng đã trở nên như vậy cũng là do cô. Ông Mạnh thấy Hoa, quay qua hỏi. Cô là bạn của thằng Đăng hả? Cô tên gì? Dạ, con tên Hoa. Chú đi đường xa cũng mệt rồi, chú nằm nghỉ chút đi, để con chăm sóc Đăng cho. Ông Mạnh nhìn thì liền biết, giữa con trai ông và Hoa rõ ràng không phải bạn bè bình thường. Thấy được Hoa chăm sóc ân cần chu đáo cho con trai, thì ông cũng thấy yên tâm phần nào. Do Đăng phải nằm viện theo dõi thêm một tháng nữa mới được cho xuất viện, nên ông Mạnh ở lại trên này luôn. Hoa ngày nào cũng ở bệnh viện chăm sóc cho Đăng, rồi lo cả cho ông Mạnh nữa. Bởi ông cũng lần đầu lên Sài Gòn, vừa xa lạ, vừa không người thân thích, nên Hoa và gia đình cô giúp đỡ cho ông rất nhiều. Trong thời gian này, ông Mạnh cũng được Hoa cho biết rằng mình là bạn gái của con trai ông. Ông Mạnh thấy cô vừa xinh đẹp, vừa hết lòng với Đăng như vậy, thì cũng thấy ơn đứa con dâu tương lai nhiều lắm. Chỉ mong cho hai đứa sau biến cố này sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn. Đăng không biết sao, trong đầu mình lúc nào cũng có một cái tên rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ ra là ai, nên anh cứ gọi Hoa thành Huệ. Hoa lúc đầu nghe rất buồn, vì biết anh dù có quên đi tất cả, nhưng cũng không quên đi được tên của người con gái đó. Nhưng rồi cũng thành quen, cô cũng chấp nhận với cái tên này. Ông Mạnh nhiều lúc hỏi con trai, sao lại kêu Hoa là Huệ, thì Hoa liền trả lời thay cho Đăng. Tại con thích Hoa Huệ, nên ảnh đặc biệt danh cho con vậy. Sau những ngày tháng ở bên cạnh nhau, thì tình cảm chân thành của Hoa đã có sự bù đắp. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, Đăng dần dần hồi phục sức khỏe và nảy sinh tình cảm với cô. Hoa hạnh phúc vô cùng, vì không bao giờ nghĩ tới mình sẽ có được ngày này. Dù cho anh có gọi cô là Huệ, cô cũng chấp nhận. Lá thư ngày nào còn có thể rút lại, nhưng tình cảm của cô hiện giờ đã chẳng thể thu lại được nữa rồi. Trải qua tai nạn lần này, cô không muốn để mất anh thêm lần nữa. Chỉ muốn một lòng ở bên chăm sóc cho anh cả đời. Hai bên gia đình cũng rất ủng hộ cho hai người, chỉ chờ ngày Đăng hoàn toàn khỏe lại là tổ chức đám cưới. Có mấy lần Đăng hỏi Hoa, Huệ là ai á mà sao anh cứ nhớ trong đầu rồi gọi nhầm em hoài?
anh không có gọi lộn đâu. Mình quen nhau từ lúc học năm nhất đại học. Em rất thích Hoa Huệ, nên anh gọi em là Hoa Huệ, tại anh quên hết rồi đó. Đôi lúc Hoa thấy mình làm như vậy là không đúng với cô gái tên Huệ. Nhưng biết làm sao được, tình cảm của cô với Đăng ngày càng sâu đậm. Bây giờ, Đăng đã là người bên cạnh cô phải quyết tâm giữ lấy bằng mọi cách. Ngày đám cưới, Hoa thấy Huệ chứ. Cô thấy Huệ đứng nhìn về hướng mình và Đăng, nhưng duyên trời đã sắp đặt rồi. Nếu Huệ không buồn, thì người buồn sẽ phải là cô. Bà Hoa ngưng một chút, lau dòng nước mắt, rồi nắm lấy tay bà Huệ. Chuyện này tôi nghĩ sẽ ôm theo cho tới chết. Nhưng cuối cùng cũng đã nói ra được với bà. Tôi thấy nhẹ lòng lắm. Dù tôi với ông ấy lấy nhau, nhưng tôi biết cả đời này tôi chỉ là một người thay thế cái tên Huệ trong lòng ông ấy mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện, thấy hồi trẻ mình yêu mù quáng, bất chấp mọi thứ để làm gì, nhận lại có thật sự hạnh phúc hay không. Tôi sai nhiều lắm. Tôi van xin bà tha thứ cho tôi, cho hai đứa nhỏ một cơ hội. Tụi nó thương nhau không có lỗi gì hết, lỗi là do tôi tất cả. Bà Huệ nghe kể mà tưởng như mình đang nghe một vở cải lương. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến như thế? Mấy chục năm nay, bà hận, bà trách ông Đăng, nhưng chẳng biết, hóa ra câu chuyện phía sau là như vậy. Cứ ngỡ ông ham giàu sang phụ bạc mình, nhưng nào ngờ ông lại gặp chuyện mà bà chẳng hay chẳng biết, chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Bởi lúc đó bà với ông Đăng quen nhau, nhưng vì còn nhỏ nên chưa công khai với gia đình. Ông Mạnh cũng tuyệt nhiên không nói với ai về chuyện đang gặp nạn. Mọi chuyện cứ thế không một ai hay biết, vô tình mà hiểu lầm suốt mấy chục năm. Vậy là bà Huệ đã không uổng một đời thương ông. Bà bây giờ không còn trách ông Đăng hay bà Hoa nữa. Bà chỉ trách sao duyên trời trái ngang, bày chi có sự này. Thôi, số phận đã định, bà với ông ấy chỉ đi được với nhau đến đó, không có duyên chung đường. Trong tim ông còn có tên bà, vậy là đủ rồi. Giờ cũng qua hết mọi chuyện, bà cũng có thể trút đi được nỗi đau mấy chục năm nay rồi. Tôi không trách chị đâu. Chị đã ở bên chăm sóc lo lắng thương yêu ông ấy. Có khi ông ấy ở bên tôi chưa chắc sẽ được như bây giờ. Thôi, chị đừng thấy có lỗi hay áy náy với tôi nữa. Chị về bàn với ổng chuyện cho tụi nhỏ đi. Bà Hoa không khỏi vui mừng, ngước lên nhìn bà Huệ. Bà Huệ cũng đỡ bà đứng lên, rồi hai bà ôm nhau mà khóc. Khóc dữ lắm, như để trút hết bao tuổi hờn đau khổ luôn đè nặng bấy lâu nay. Hai người phụ nữ cùng mang một tình yêu sâu đậm cho một người đàn ông. Từng hạnh phúc mà cũng từng đau khổ cho tình yêu của mình. Tiếng Dê Loan thấy cũng đã lâu nên vô nhà coi ngó tình hình. Thấy hai bà ôm nhau khóc cũng khó hiểu. Nhưng hỏi cỡ nào, hai bà cũng không ai nói gì. Một hồi thì cũng biết được hai đứa đã được bà Huệ chấp nhận, không cấm cản chi nữa hết. Nỗi đau rồi cũng qua, chỉ thấy trước mắt là niềm vui của người trẻ. Hai người mẹ cũng nghẹn ngào mà mỉm cười theo niềm vui của con. Ngày ông Đăng cùng bà Hoa qua nhà hỏi Loan cho tiếng, cũng là ngày bà Huệ được gặp lại ông ấy sau mấy chục năm trời. Giây phút này, chẳng phải bà đã trông đợi lâu lắm rồi sao? Bà Huệ rưng rưng như sắp khóc. Những ký ức hạnh phúc của hai người như hiện lên rõ ràng trong tâm trí bà. Từng nụ cười, từng cử chỉ của ông ấy, bà chưa một lần dám quên. Dù ông có từng bỏ rơi bà, nhưng bà chưa bao giờ một lần hết thương ông. Ông đang nhìn bà với ánh mắt đầy xa lạ. Bà cứ như chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc đời ông ấy vậy. Nhưng cũng không sao, giờ cả hai đều đã già. Nếp nhăn tuổi tác cũng in hằn lên trên khuôn mặt của hai người. Vẫn còn có thể được gặp nhau, thấy nhau khỏe mạnh bình yên đã là quá đủ trong thời điểm hiện tại. Dù sao, bà cũng thấy an lòng khi ông đã có một người thương ông, đã ở bên lo lắng cho ông thay bà. Thôi thì mối duyên của hai người đã đứt đoạn, giờ sẽ để cho con được trọn vẹn bên nhau. Một tháng sau, một đám cưới hoành tráng dành cho Tiến và Loan đã được diễn ra. Gia đình bà con
ai cũng đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Trong đám cưới con, đôi mắt bà Huệ cứ đỏ hoe, khóc vì vui khi thấy con gái mình rạng ngời trong tà áo cô dâu, được sánh đôi bên người mà nó thương yêu. Bà cũng khóc vì bản thân mình cũng từng mơ ước rất nhiều ngày mình được gả cho người mình thương, nhưng rồi lại dang dở cả một đời người con gái. Thôi thì duyên đã cạn, hãy để cho dòng nước cũng đi theo dòng chảy của số phận. Hai con làm lễ xong, bà Hoa nhìn quanh không thấy chồng đâu, nhưng đang tiếp khách nên bà cũng không nghĩ nhiều, cứ cười vui nói chuyện với mọi người. Từ xa xa nơi hàng câu, một người đàn ông tầm 50 mấy, mặc vest sang trọng, trên áo cài hoa đỏ, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào bà Huệ. Ánh mắt nhiều nếp nhăn chất chứa nỗi niềm, tay cầm một trái câu, môi khẽ cất ra từng chữ, dịu dàng một cái tên. Huệ! Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.